để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ít hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đang thức tinh trần, rằng thiên đình tuôn đời sắp hàng. Trẻ nhỏ vui đời này lắng mà, bị dân minh cảm vô loài người. Kể từ đài cười một khóc mười, kẻo cũng nói dễ ngươi Phật thanh. Đạo quý dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tranh mới màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thiền chúng nó thắng bươm chạy, lọt ngoài khơi mới hết hòa quang. Tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thở trước vua nương võ đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tứ đài thành, Phật bất cứu gì tâm còn ác. Tu biết cách như đường biết đắc, đường đắc rành đành vừa sẽ loan. Ai biết nghe thì sớm liệu con, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương vừa kế. Chúng sanh thế như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tay, kẻo chúng sanh bình khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tính cùng không thì cùng mặt tình, chớ ta lắm công trình dài dồ. Hồi thơ trước Thích Ca Phật tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo vài. Mà cũng không rung đồng đắng ngày, nên cô quan phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sư giải, ráng bên lòng cho được hiền từ. Hết khổ là
đến vui cười, chừng đó mới phi tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thức, bỏ hết trơn nề đếm ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sắc, đứng trung thần với kẻ tiến trinh, dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lúc bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy vô dương trần chẳng xiết. Đức thường đế ngữ đền ngọc khuyết, nhìn nhìn dương gian cũng luôn thở dài, thấy chúng sanh đau trìa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trìa tâm. Kẻ đôi khó người sang hay lanh, bước lại gần chế lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hơi ôi, sầu bá tanh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói đất, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù dòng sắc màu, cậu với mợ ông thầy cô bác, thì kẻ khó như rơm như rác. Ta qua đầu đài các dân minh, mấy ai mà giữ giả sắc đinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ không có giống như người ta. Ma với quỷ sanh người hung ác, lo tập luyện những câu đơn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất danh, ráng bắt chước làm theo Phật thánh. Nếu thì người thì biết thương người, thấy kẻ khờ quê vuốt ngao cười, nào có lấy lời chi chỉ bao. Ta thương xót lo tần lo tạo, chẳng thấy ai để tháo dấu hiền, làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho loài cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì giá ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân những xưa. Cơm được chính ta nhờ có lửa,
được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng toàn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân quả ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tốt dầu cho đến chết, cũng keo sơn gắn chặt mới làm. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giá dài. Nếu tranh đương ác ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiền. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mà ai mai bìa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt thì đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tay mày thuận với hòa, hai ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới mong. Cũng chẳng nên theo tánh gió hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà như. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bốn đạo còn ai làm sai, coi kể này mình xưa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kinh, cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm thứ kinh ra mà thấy, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dài dù cao cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần đà hoa hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xuôi có lòng ấy mộ, xem kệ này tu tình tại nhà. Ở ruộng đồng cung niệm vậy mà, Phật văn chấp văn này thời khắc.
cùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỳ. Lo đang sức kim thời quê mỹ, rồi phủ phàn tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đàn xuê sang đài các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiếu lưu dương thế, vào lục châu đàn cứu ba gia. Mặt tình ai xem kể ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hì. Hương sanh chúng có bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu. Đằng sau xem Phật Pháp nhiệm màu,